Bộ Giáo dục Đào tạo thay đổi cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Thí sinh sẽ không phải chọn phương thức xét tuyển khi đăng ký nguyện vọng đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo. Việc này nhằm đơn giản hóa việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, hạn chế các nhầm lẫn. Thông tin trên được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết hội nghị tuyển sinh năm 2023 vừa được tổ chức ngày 3 tháng 3 tại Hà Nội. Cụ thể theo Phó Giáo sư, năm ngoái là lần đầu tiên thí sinh cả nước đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến, thí sinh đăng ký ngành trường đại học phải kèm theo mã phương thức xét tuyển tương ứng. Trong số 20 phương thức xét tuyển, một số phương thức có tên gần giống nhau khiến nhiều thí sinh nhầm lẫn dẫn đến trường đại học. Do đó từ năm nay, thí sinh sẽ không phải chọn phương thức xét tuyển khi đăng ký nguyện vọng đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở dĩ có sự thay đổi này nhằm đơn giản hóa việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, hạn chế các nhầm lẫn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2022 chỉ 1,97% thí sinh dùng kết quả các kỳ thi riêng để xét tuyển vào đại học. Thí sinh xét tuyển bằng hình thức kết hợp kết quả học tập trung học phổ thông với thi năng khiếu 1,21% và 1,84% thí sinh xét tuyển vào đại học bằng hình thức tuyển thẳng theo đề án. Tỷ lệ thí sinh dùng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 47,98%, sử dụng kết quả học tập tại trung học phổ thông là 37,18%, các phương thức kết hợp khác là 10,47%. Thống kê về phương thức xét tuyển trong những năm qua cho thấy nhiều phương thức xét tuyển ở các cơ sở giáo dục đào tạo đại học không có thí sinh nào xác nhận nhập học và một số phương thức xét tuyển có tỷ lệ dưới 10% thí sinh xác nhận nhập học. Bà Thủy đánh giá việc các trường sử dụng quá nhiều phương thức gây nhiễu thông tin thí sinh cho cả xã hội, trong khi một số phương thức không có hoặc rất ít thí sinh đăng ký. Ngoài ra các phương thức xét tuyển chưa đảm bảo công bằng. Đến thời điểm này, hai phương thức xét tuyển hiệu quả nhất vẫn dựa theo kết quả là thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển học bạ, còn lại nhiều phương thức xét tuyển hầu như không có thí sinh kết quả học tập thi năng khiếu chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế trong xét tuyển đại học kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế chỉ xét tuyển cũng rất thấp do vậy theo bà thủy các cơ sở giáo dục đại học cần phải đánh giá lại các phương thức xét tuyển khác nhau và đánh giá chất lượng của sinh viên ở từng phương thức xét tuyển để loại bỏ những phương thức xét tuyển không hiệu quả về việc xét tuyển sớm theo phó giáo sư thủy thí sinh phải đăng ký xét tuyển xác nhận nhập học tại cơ sở đào tạo và trên hệ thống dẫn tới một số nhầm lẫn sai sót của thí sinh bên cạnh đó công tác tuyển sinh năm 2022 vẫn còn nhầm lẫn sai sót của thí sinh về khu vực Đối tượng ưu tiên và vấn đề thí sinh tự do. Cũng theo đại diện Bộ Giáo dục đào tạo, công tác tuyển sinh năm 2023 về cơ bản giữ ổn định như năm 2022 nhưng có lưu ý, năm nay lần đầu tiên quy định mới về điểm ưu tiên có hiệu lực. Cụ thể điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng từ 22,5 trở lên sẽ giảm dần. Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông và một số năm kế tiếp.